Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu để cho các bạn có những phút giây thư giãn khi xem video của mình. Và để làm được video này, mình cần chuẩn bị những dụng cụ như sau. Đương nhiên sẽ không thể thiếu được, đây là điện thoại để quay lại quá trình mình thao tác te. Và đây là bút sáp màu mình dùng để tô màu. Và đây là những sản phẩm được mình chuẩn bị sẵn để mình dùng để tô màu. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tô màu. Và các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh Mạnh màu tròn 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 cũng bình thường đấy. À đâu? Anh Mạnh này, tóc đang trắng đấy à? Vàng vàng à? Ừ, cái đợt là vàng vàng ấy. Xong đợt năm ngoái vàng vàng. Ừ rồi rồi, thế này hình dung ra cái mặt anh đấy rồi. Ít gặp. Bây giờ mới cưới. Chứ nếu mà bảo lương 100 triệu một tháng thì cái con điện thoại quá bình thường đúng không? Ừ. Anh Tân bây giờ mới lên có 13 Pro Max. Không biết đa được bao nhiêu, 20 triệu chán. Vừa đợt trước đi ăn thì mới thấy bảo lên đời điện thoại. Thôi nếu mà ra mà đi ăn tiếp thì thôi, đây cứ uống nước lọc, uống bia, nước ngọt. Chả động đến rượu bia đâu. Ăn gì? Không, ý là nếu mà ra mà khi công ty mà tổ chức đi ăn ấy, thì là... Nhưng mà thế nào cuối tháng này, thế nào chả tổ chức? Tổ chức làm gì đến bọn mình? Ờ, thì thôi, nếu không tổ chức thì thôi. Nhưng mà cuối năm thì không biết là có được đi tất niên không? Nên là sẵn quần áo thì mua sẵn tiền mua quần áo đi tất niên đấy. Thế nào anh, mấy anh cũng dẫn đi chơi đâu xa xa? Không xa thì cũng gần gần. Tháng sau á? Cuối năm, tất niên cuối năm. Thế nào mình mua tháng 1 tất niên cũng được đi? Không. Thế nào cũng được đi ăn, bọn nó thế nào cũng được ăn. Không như cái lần trước dẫn đi đâu nhỉ? Từ là nhớ à, dẫn lên huyện sao ấy? Phòng trà. Không phải phòng trà, là anh Kiên. Anh Kiên dẫn đi vào pháp luân của anh Kiên. Gọi là pháp luân công của anh Kiên. Anh Kiên dẫn đi. Giờ đây âm thanh ánh sáng ấy yên tĩnh lắm, thích cực. Mua cái phòng ấy mà sân vườn nhà ta ấy, thôi thằng nào chó vào đá hết ra ngoài. Cũng vào ở cái vô chặt chân. Cái phòng ấy đẹp thật, chiêu vãi cả nho. Nước róc rách này. Xong cái có một cái góc là cỏ lá. Để dạo cơn đi để mặc quần áo đẹp phải đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên cái lần trước đang ở cà rốt kia, tự nhiên đang có động lực tập thể dục. Đi chạy thể dục đi qua nhà của em dụ anh nữa. Đâu có chạy đâu. Sáng thì lười. Nếu mà bảo được quả thế thì bây giờ nhá, tao phải giảm được mỡ bụng đã, xong có cơ ở bụng trước, giảm lực, giảm ngưng, giảm lưng, xong tao mới tập chính của những cái cơ đấy, thì xong tao mới đi chạy bộ sau. Không thì tao định tao cứ đặt bột báo thức 4 giờ dậy tao đi lang quanh. Béo là béo như nào mới được? Sắp xong video nhỉ? Sắp đủ anh. Em quay đến 6 mấy rồi cho đủ file là được. Em bảo sắp quay sắp xong cái video anh chưa? Rồi, chuẩn bị xong rồi. Đấy, gọi cho cái sim ở đâu. Còn nhớ đây là màu kem nhé. Anh kia xong cái máy 1 rồi, anh xong máy 3 rồi cho anh kia. Để chắc xem sớm lên nào. Xong rồi cái này. Hoặc nếu mà già ngồi đây thì tối trên kia. Nó xong tính là của anh nó mang lên tải nữa. Yeah.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu để cho các bạn có những phút giây thư giãn khi xem video của mình. Và để làm được video này, mình cần chuẩn bị những dụng cụ như sau. Đương nhiên sẽ không thể thiếu được, đây là điện thoại để quay lại quá trình mình thao tác te, và đây là bút sáp màu mình dùng để tô màu, và đây là những sản phẩm được mình chuẩn bị sẵn để mình dùng để tô màu. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tô màu, và các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gì? Tối nay mình đi chơi à? Chắc thế mày hỏi đi. Đúng rồi, mày hỏi. Mày hỏi mấy công ty đấy. À, thì mày có bảo là làm đây không phải lo, có tháng thì một lần thôi đấy. Ừ, đâu có lần đấy. Sao, sao giả, vừa gần đây tao mới biết đấy. Gọi là tao tưởng là đi chơi cuối tháng vui vui chiêu chiêu thôi. Ai ngờ đi ấy thật à? Mới tháng đi một lần. Thế mới đau. Thế mới đau. Anh em á? Anh em nhận mày. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là máy phun sương. Các bạn ơi, tượng hôm nay của mình sẽ là ấm siêu tốc. Có nhớ hôm nay tượng của mình là tai nghe. Các bạn ơi, hôm nay tượng của mình sẽ là máy tính. Anh em xa lắc xa lưng xa là không vấn rồi. Anh em xa lắm rồi. Kiểu cùng xóm cho nên là vẫn xưng chị em thôi, chứ thật ra là để mà nói thì là gặp nhau và không chào nhau cũng được. Là kiểu nó gần ấy, xóm nó gần cho nên là vẫn qua lại với nhau thì vẫn còn cái danh anh em thôi. Nên các bạn ta hỏi bố ta bảo là nhá. Bố ta bảo gì nhỉ? Bố ta bảo là bà nội của nó là cháu gái của cụ nhà mình. Từ từ đã. Bà nội này là chó của cụ nhà mình. Là chó thôi đúng không? Ừ. Ôi thích thì xa lắc xa lờ à. Thì đấy, thì bảo là xa lắc xa lờ đấy. Ôi xa lắm. Không có sao mấy đâu, xong mình nhiều nghĩ lại. Ủa cháu á, cháu thì xa lắm. Xa vãi cả nhỏ luôn đấy chứ. Thì đấy, mà cùng xóm thì là mình thành thế. Tại vì nhá, kể cả nếu mà các cụ này, bà này với lại cụ kia là chị em đằng chị em đằng kiểu như là sơn với ta đi đấy, tại vì cũng là anh em, nhưng mà nó là anh em như nào nhỉ? Gọi là anh em bên nội, gọi là anh em bên nội đấy, thì nó cũng như thế. Giờ mà hỏi là cứ hỏi bố mẹ nhà này nhà kia xa hay là bố mẹ ăn đầu ạ. Nếu mà xa bố mẹ bảo lấy được rồi. Toàn lấy áp áp cái từ lấy ra thì cho nó dễ hiểu ấy. Là như nào? Lấy được rồi là như nào? Nghĩa là anh em xa thì cũng có thể lấy được trong rồi. À, mà chắc gì đã lại nhẹm. Chắc gì. Thế thế nếu mà bảo xa như thế thì cứ gọi anh em mẹ rồi. Hả? Bây giờ nhá, cứ đi so như này đi. Mày quen ông kia, tao quen bà này, nhưng bà này quen ông kia. Đấy, thế là tao quen mày, thế là tao mày, ta mày anh em. Đấy, thế cứ nói thế thì cứ mà anh em suốt được cả làng anh em mới nhờ họ. Bỏ anh em rồi, đi nhà mày
tại vì chung xóm mà, không thì là bỏ anh em rồi. Ừ thế, không bỏ anh em rồi. Ông xóm không làm, bây giờ mới cứ tính kiểu như ta bảo thấy cái tính nhất bắt cầu ấy thì cơ mà anh em cả thế giới. Có khi thế thật đấy. Hôm nữa đây hồ sang nhà sang nhà. Thì tại vì chung xóm cho nên là bố mẹ có gì cũng gọi đến nhau mà thân thiết luôn.